Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của Giải pháp số. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 7, 8,5 triệu thiết bị Windows đã gặp sự cố do lỗi trong bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng CrowdStrike. Đây được coi là một sự cố công nghệ thông tin lớn nhất trong lịch sử thế giới. Sự cố dẫn đến hơn 5.000 chuyến bay đã bị hủy, hàng loạt các ngân hàng, công ty tài chính ngừng giao dịch và nhiều hoạt động kinh doanh từ bán hàng, giao dịch thương mại điện tử cho đến hoạt động của các dịch vụ công bị ảnh hưởng. Mặc dù đã được khắc phục nhanh chóng nhưng vẫn đang ảnh hưởng tới nhiều người tiêu dùng và các doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau. Sự cố một lần nữa cho thấy sự tập trung đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao tính bảo mật và đảm bảo an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong kỷ nguyên số. Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ, không ít doanh nghiệp đã và đang đầu tư một không gian làm việc số, Digital Workplace, song song với việc sở hữu một văn phòng vật lý, ở đó cho phép các cách làm việc với phương thức mới hiệu quả hơn. Dự đoán của công ty nghiên cứu thị trường Fact.ma cho thấy thị trường không gian làm việc số toàn cầu sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép là 22,3% từ năm 2022 đến năm 2032 và được định giá ở mức giá là 250,2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy là không gian làm việc số đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp để chuyển đổi số thành công. Câu chuyện xây dựng không gian làm việc số và bảo đảm an toàn doanh nghiệp trước những cuộc tấn công mạng trong kỷ nguyên AI cũng là nội dung chính của Giải pháp số tuần này. Nhưng trước khi đến với chủ đề này, quý vị hãy cùng dạo một vòng để xem những dòng tin chuyển đổi số nổi bật trong phần dòng chảy số ngay sau đây. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947 và 27 tháng 7 năm 2024, nhóm họa sĩ trẻ của Trái tim Người lính Việt Nam phối hợp với câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 vừa phục dựng màu cho di ảnh chân dung của 10 cô gái Lam Hạ và một số liệt sĩ để giới thiệu và trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Những năm 1965-1967, địa bàn phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hiện nay là một trong những trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt ở miền Bắc. 10 cô gái Lam Hạ là dân quân trực tiếp đã chiến đấu và hy sinh khi đang bắn trả máy bay Mỹ. Nhưng đáng tiếc là đến nay vẫn có rất ít người biết về các nữ anh hùng. Việc phục dựng màu di ảnh chân dung 10 cô gái Lam Hạ và đề xuất tôn vinh những nữ anh hùng Lam Hạ là kết quả của một hành trình thầm lặng, bền bỉ và kéo dài đã gần 10 năm. Là thủ đô của đất nước, Hà Nội đang đối mặt với những bài toán quản trị kinh tế xã hội phức tạp. Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kêu gọi các chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp công nghệ đề xuất ý tưởng giải pháp góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết trên địa bàn, góp phần xây dựng thành phố thông minh. Dự kiến Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ sớm tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm xây dựng hội đồng tư vấn về ứng dụng AI, từ đó có những bước đi cơ bản lâu dài cũng như có những hành động nhanh, kịp thời có thể mang lại lợi ích cho người dân thủ đô. Bloomberg dẫn một nguồn tin cho biết, tin tặc vừa phát tán tài liệu nội bộ liên quan đến các cơ quan trọng yếu của Mỹ như Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh Nội địa và Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA. Theo đó, tài liệu nội bộ bị đánh cắp từ Leidos Holding, một trong những nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất của chính phủ Mỹ. Nguồn tin cho biết Leidos đã biết về vụ việc và cho rằng các tài liệu bị đánh cắp trong một hành vi vi phạm đã được công bố trước đó. Hiện nhà thầu này vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Trước đây, mỗi lần trình các kế hoạch, công việc, thậm chí là một khoản chi nhỏ cho văn phòng, nhân viên hành chính sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện nhiều bước, từ soạn thảo văn bản này, in ấn, xin phê duyệt, chỉnh ký. Thế nhưng, hiện tại, khi các hoạt động văn phòng được số hóa và vận hành thông qua các giải pháp trí tuệ nhân tạo AI, người chỉ cần làm thao tác trên máy tính, điền thông tin, nhấn gửi và chờ đợi kết quả là xong. Đó là một trong rất nhiều những lợi ích của việc chuyển đổi văn phòng không giấy tờ mà nhiều doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam đang áp dụng. Trong không gian làm việc số cho phép các cách làm việc với phương thức mới hiệu quả hơn, nâng cao sự gắn bó và nhanh nhạy tiếp cận thông tin của nhân viên, khai thác tốt những ứng dụng công nghệ hướng đến khách hàng. Là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, Tô Nhật Linh thấy hiệu quả công việc tăng lên nhiều kể từ khi công ty của chị triển khai không gian số Workspace. Ở đó, chị được dùng các giải pháp số để quản lý hoặc thực hiện công việc và vận hành kinh doanh. Không gian làm việc số thì chúng ta hiểu là tất cả mọi thứ là trên một cái không gian duy nhất. Thì khi mà làm việc chat này, giao việc này, lên lịch hay là gọi là gửi email các thứ, tất cả đều ở trong một cái không gian làm việc hết. Thì cái điều này giúp tăng cái năng suất làm việc hơn này. Thứ hai là các không gian làm việc số bây giờ thì đều được thiết kế rất là đẹp đẽ và đem lại cái trải nghiệm và cái cảm hứng làm việc rất là tốt so với trước đây. Công ty nghiên cứu thị trường Fact.ma dự đoán thị trường không gian làm việc số toàn cầu sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép là 22,3% từ năm 2022 đến năm 2023
và được định giá ở mức 250,2 tỷ đô la Mỹ. Điều này cho thấy không gian làm việc số trở thành mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp để chuyển đổi số thành công. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn chưa mấy quen thuộc với các nhà quản trị tại Việt Nam, khi các doanh nghiệp Việt, đặc biệt là SME, thường sử dụng rất nhiều các phần mềm khác nhau, gây hiện tượng phân mảnh trong hệ thống về mặt dữ liệu và vận hành quy trình công việc. Chúng tôi đang làm giấy nó quen như thế này, bây giờ làm thế nào để chuyển sang công nghệ thông tin mà nó thuận tiện, hoặc là trước đây chúng tôi cứ phải viết xuất hóa đơn nó như thế này như thế kia, thì bây giờ làm như thế nào? Nhưng mà tuy nhiên thì công nghệ thông tin nó là bao gồm có từ gọi là tin học hóa và chuyển đổi số. Đấy, thì chúng ta chuyển đổi tất cả những cái nghiệp vụ mà hàng ngày mà họ đang làm thao tác thành những cái nghiệp vụ trên công nghệ thông tin thì tốt hơn rất là nhiều trong cái việc quản lý thông tin, quản lý khách hàng cũng như là quản lý tài chính hoặc là quản lý cái nghiệp vụ sản xuất kinh doanh hàng ngày của họ. Với mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận nhanh chóng không gian làm việc số, doanh nghiệp này đã cung cấp dịch vụ không gian làm việc số tất cả trong một. Thay vì phải sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ, người dùng có thể trải nghiệm thoải mái các tính năng được tích hợp sẵn với mục đích tạo ra một hệ thống liền mạch về quản lý và vận hành như cuộc họp, nhắn tin, lịch, tài liệu, email và rất nhiều tính năng khác. Dạ thưa anh, theo anh thì khi doanh nghiệp Việt áp dụng mô hình không gian làm việc số sẽ mang lại những lợi ích gì ạ? Có một cái không gian làm việc ở trên không gian mạng, lúc đó thì toàn thể các cái nhân sự của tổ chức của mình thì chúng ta có thể phối hợp, có thể giao tiếp và chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả ở trên cùng một cái nền tảng. Ở đó thì chúng ta có được cái sự liền mạch về dữ liệu này, chúng ta có được cái sự rõ ràng về mặt quy trình, nghiệp vụ, để từ đó thì chúng ta có thể giảm thiểu những cái sai sót, chúng ta có thể tối ưu được những cái hiệu suất hoạt động, cũng như là chúng ta có thể khai thác được những cái dữ liệu, từ đó thì ra được những cái quy định mà có thể thúc đẩy cái sự bứt phá của doanh nghiệp. Theo anh, vậy thì doanh nghiệp Việt muốn xây dựng thành công mô hình không gian làm việc số thì họ cần phải lưu ý những gì ạ? Và trong quá trình đó thì liệu doanh nghiệp Việt có gặp những khó khăn gì không ạ? Đầu tiên là đến từ cái mindset của người quản trị. Khi mà nhiều những cái quản trị mà trong doanh nghiệp ở Việt Nam của mình thì chúng ta chưa sẵn sàng với những cái thay đổi, cũng như là chúng ta chưa có cái sự kỳ vọng đúng đắn về việc là chúng ta sẽ chuyển đổi số như thế nào, chúng ta sẽ thay đổi như thế nào và những cái thay đổi đó thì sẽ mang lợi ích gì cho chúng ta. Từ những cái chưa sẵn sàng về cái mindset của người quản trị thì cũng sẽ dẫn đến cái sự chưa sẵn sàng trong mindset của tất cả những cán bộ công nhân viên khi mà chúng ta thực hiện triển khai. Điều thứ hai là liên quan đến cái skill set ở đây, đấy là về năng lực của cái đội ngũ. Có nhiều chủ công doanh nghiệp của chúng ta thì các cái đội ngũ cán bộ công nhân viên thì vẫn là những cái lao động mà chúng ta phổ thông, mà chúng ta chưa có điều kiện để tiếp xúc nhiều về công nghệ thông tin, cũng như là chúng ta chưa được sử dụng nhiều đến những cái hệ thống phần mềm, vì đấy là gặp khó khăn trong cái việc là chúng ta vận hành những cái hệ thống, và cuối cùng thì thay bằng cái việc là chúng ta triển khai một cái hệ thống phần mềm để chúng ta cái phần mềm nó phục vụ được doanh nghiệp của mình, thì chúng ta lại tốn những cái nhân sự thì để phục vụ, để nhập liệu cho cái phần mềm đó. Và thứ ba thì cũng là không kém quan trọng, đó là mình phải lựa chọn một cái giải pháp mà phù hợp. Ở đây cái tính phù hợp thì đến từ hai yếu tố. Thứ nhất đấy là phù hợp với cái bất chịt về cái chi phí của doanh nghiệp, với cái đầu tư mà doanh nghiệp có thể đầu tư để có thể đánh đổi lấy những cái đột phá về trong vận hành và kinh doanh. Và thứ hai là phù hợp với cái năng lực sử dụng và cái hạ tầng, cả về công nghệ vẫn là hạ tầng con người ở trong doanh nghiệp của mình. Dạ vâng ạ, vậy thì theo anh, cái bắt tay giữa Ricky Digital và Monday.com sẽ mang lại những hiệu quả gì trong quá trình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt số hóa quy trình làm việc ạ? Bản thân là tất cả những cái chức năng, tất cả những cái tính năng và tất cả những cái giải pháp mà ở trong Monday.com cung cấp ấy, thì đâu đấy đã hàm chứa được cái những cái kiến thức, những cái best practice về mặt là vận hành, về quy trình và về nghiệp vụ của những doanh nghiệp lớn trên thế giới. Thì từ đó chúng tôi nhận thấy rằng là đây là một cái cơ hội tốt để chúng tôi mang một cái sản phẩm tốt ở trên thế giới về giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó thì chúng ta có thể là, thứ nhất là chúng ta có thể là có một cái sản phẩm mà phù hợp để sử dụng. Thứ hai là chúng ta có thể kế thừa được những cái tinh hoa về những cái kiến thức về quản trị vận hành mà của những doanh nghiệp lớn trên thế giới để áp dụng vào để Việt Nam một cách hiệu quả. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Sự cố CrowdStrike ngày 19 tháng 7 vừa qua đã phơi bày sự mong manh trong hạ tầng công nghệ toàn cầu. Thiệt hại ban đầu từ sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu được các nhà phân tích thị trường ước tính lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ với hơn 49 triệu người bị ảnh hưởng. Đây cũng là một lời cảnh tỉnh cho các công ty, chính phủ và ngành công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh việc sử dụng dữ liệu và thông tin trên môi trường mạng khiến cho quá trình chuyển đổi số đối mặt với nhiều nguy cơ. Một trong số đó có thể kể đến là tấn công mạng, tội phạm công nghệ cao, lộ dữ liệu doanh nghiệp,
thư điện tử giả mạo hay liên kết ẩn chứa mã độc. Thường thì đó là những cái tấn công khai thác cái lỗ hổng của các ứng dụng web, khai thác những cái lỗ hổng và những cái thiết bị mà có kết nối trực tiếp Internet, rồi khai thác phát tán những mã độc vào bên trong tổ chức. Chúng ta sẽ cần phải trang bị những hệ thống về giám sát an ninh mạng để với mục tiêu là khi mà hacker xâm nhập thì chúng ta có thể phát hiện ra một cách sớm nhất. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thiết lập các hệ thống dự phòng để trong trường hợp mà có sự cố xảy ra thì chúng ta có thể thực hiện việc chuyển sang hệ thống dự phòng để ngay lập tức là có thể hoạt động được cái dịch vụ và không bị gián đoạn. Tại vì cho dù anh có đầu tư hàng tỷ đô vào những cái máy móc quan trọng nhất mà nếu con người không biết sử dụng thì thành vô nghĩa. Và tất nhiên nếu mà chúng ta thấy nhìn qua tất cả những cuộc tấn công vừa rồi xảy ra, họ không tấn công vào máy móc, thời gian mất rồi đâu, tấn công đầu tiên hết là tấn công vào con người. Chúng ta càng ngày những con người của trong công ty của mình càng ngày kết nối tất cả những social media, LinkedIn, Facebook, Zalo và tất cả. Đó là cái nơi mà tìm cho những hacker rất là tìm ra những cái lỗi và tấn công vào con người. Cho nên tôi nhắc lại một lần cuối, con người là một cái mối quan trọng nhất và điều quan trọng nhất chúng ta cần phải đầu tư vào. Thưa quý vị, để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công và an toàn, cần phải có kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp. Thực tế tại Việt Nam, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 98% số lượng doanh nghiệp và đây là nhóm gặp nhiều khó khăn trong vấn đề chuyển đổi số. Khó khăn về cơ sở hạ tầng, khó khăn về nhân lực, khó khăn về khả năng sản xuất. Do đó, thay vì chuyển đổi toàn bộ, doanh nghiệp có thể áp dụng số hóa từng bước theo tư duy chậm mà chắc. Số hóa quy trình vận hành với giải pháp tổng thể hoặc từng giải pháp phải bảo đảm yếu tố kết nối dữ liệu an toàn, không rò rỉ thông tin. Trong mục xoay đề chuyển tuần này, chúng tôi gửi tới quý vị một số nền tảng làm việc số phù hợp nhất, an toàn dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa SME. Microsoft Teams là một trong những nền tảng làm việc số hợp nhất phổ biến, cung cấp nhiều tính năng giao tiếp và quản lý dự án. Cụ thể, Teams cung cấp tích hợp chat, cuộc họp video, cuộc gọi âm thanh và cuộc trò chuyện nhóm, giúp cải thiện tương tác và trao đổi thông tin nhanh chóng. Tuy vậy, để sử dụng các tính năng video và cuộc họp trực tuyến, Teams đòi hỏi kết nối Internet ổn định. Google Workspace là một bộ ứng dụng và dịch vụ làm việc cộng tác của Google được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin, giao tiếp và làm việc nhóm. Bộ ứng dụng này cho phép chia sẻ và cộng tác trực tiếp trên tài liệu, bảng tính và slide mà không cần phải tạo nhiều phiên bản. Tuy nhiên, người dùng cần phải quen thuộc với các ứng dụng và tính năng của Google để tận dụng tốt nhất từ nền tảng này. Trên thế giới, chủ đề Digital Workplace trong những năm trở lại đây cũng giành được rất nhiều sự quan tâm của giới quản trị kinh doanh và các doanh nghiệp lớn. Tại Việt Nam, hiện nhiều doanh nghiệp công nghệ số cũng đang phát triển các nền tảng giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể sở hữu một không gian làm việc số song song với việc sở hữu một văn phòng vật lý. Tuy vậy, để chuyển dịch sang mô hình làm việc số, các doanh nghiệp Việt cũng gặp không ít rào cản. Do đó, cần phải có những định hướng, sự hỗ trợ giúp các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi số thành công. Đến đây, chương trình giải pháp số của VTC1 cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!